Tính chứ, tính không phải tiến. Tiến là bạn kia. Thì bây giờ nó đang cần đồng biến trên EG, tức là cần đạo hàm phải nhỏ hơn hoặc bằng 0 cộng thêm A phải khác 0 nữa. Ok, giữ cái đạo hàm cái đi. Đạo hàm là 3 trừ M x bình cộng trừ cho 2 nhân M cộng 3 x cộng M cộng 2 phải bé hơn bằng 0. Ủa, lớn hơn bằng 0 đúng không? Vậy em tính em ta phải đi. Bằng mấy? M cộng 3 tất cả bình trừ gì nữa? AC trừ M nhân M cộng 2 nhỏ hơn bằng 0. Tính hiểu này không? Là tại vì em đang cần vô nghiệm một nghiệm kép. Rồi phá ra M bình cộng 6M cộng 9 trừ 3M nè, cộng M bình nè, xong rồi cộng 6, cộng trừ 6 nè, cộng 2M nè, bé hơn bằng 0 nè. Phá ra nữa, M bình cộng M bình là 2M bình, 6M trừ 3M là 3M cộng 2M là 5M, 9 trừ 6 là 3, bé hơn bằng 0. Bồi giải thôi mấy cậu. M đi từ đâu tới đâu? Rồi bị ngược rồi đó Hậu ơi. Hậu trừ 3 phần 2 tới đâu? Trừ 1. Như vậy mình sẽ có là cái gì? A bằng trừ 3, theo kịp không? B bằng 2, C bằng trừ 1. Lấy A bình cộng B bình cộng C bình chia cho A nhân B nhân C giùm thầy. Nhiêu? 7 3. Kiểm tra lại câu D đúng không? Tại con này hơi dài. Xin chào. Đó. 1 phần 1 phần 10. Đúng rồi. Trung học.